ANIT không cần tốn nhiều giấy mực thêm để nói về ANIT. Nó là một cỗ xe thuần Heritage Classic. Người ta gọi vui nó là cỗ máy đến từ chiến tranh. Tại sao lại có cái tên như vậy? Bởi vì cỗ máy Boxer. Các bạn hãy nhìn tôi. Với cỗ máy Boxer được đặt trọng tâm ở đây thì cái việc tiến lùi không cần bằng tay, rất là đơn giản. Dễ dàng. Đây là cái tính cân bằng của máy Boxer. Đây là bản Classic. Bản Classic dùng phuộc upside down. Có thể tinh chỉnh được theo prebuild reload. Bản Classic sẽ là vành Nan Hoa 17 17. Phanh trước là Brembo 4 piston, hai đĩa đôi. Ồ. Đấy. Máy Boxer nó hiệu quả cái tính cân bằng nó như vậy. Xin mời cameraman lại gần thêm một chút để chúng ta soi vào những cái chi tiết hơn. Hai đồng hồ. Wow. Có thể tắt bật ABS. Tắt bật ABS để vượt qua những cái địa hình khó. À, mời bạn vòng ra phía trước này, phía trước đây. Được trang bị sẵn một cái giảm chấn. Thường là mọi người hay gọi là cái trợ lực nhưng mà đúng ra tôi gọi đó là cái giảm chấn steer damper. Đấy. Bình thường cái này mà lắp thêm trên những cái xe khác thì nó rơi vào tầm ít nhất là phải 45 triệu. Thả nhiệt dầu. Phuộc sau có thể tinh chỉnh được bằng tay. Có thể tinh chỉnh bằng tay. Trục các đăng. Trục các đăng. Và nó sử dụng paralevel. Giá xe hiện nay là 599 triệu. 599 triệu cho một chiếc xe nhập nguyên chiếc từ Đức. Máy Boxer 1170cc. Phanh rất ngon. Phanh hiệu suất cao, rất ngon. Nhiều người hỏi rằng con này đi xa có bị mỏi không? Thì như tôi trải nghiệm, tôi đã đi xe này đi Hà Giang trong 3 ngày liên tục thì hoàn toàn là nó không có vấn đề gì với cả cái lưng của tôi cả. Nhiều người mà bị thoái hóa đốt sống ấy thì sẽ bị mỏi, nhưng mà có cách giải quyết là nâng gù ghi đông lên này. Nâng gù ghi đông hoặc là sẽ làm cái dây yên này nó dày thêm một chút nữa thì cái tư thế lái nó sẽ không còn bị quá đau. Còn nếu mà những người nào mà thích chơi thì độ phuộc phuộc trước, phuộc sau. Đó. Với 599 triệu để chọn một chiếc xe Classic, một chiếc xe Heritage thì đây là một sự lựa chọn đúng đắn.